Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kênh Xe Đạp. Và sau những ngày mong chờ thì bên em hôm nay mới về một em siêu phẩm mang tên Phantom Sportsman của dòng địa hình, được các bác săn đón mong chờ rất là nhiều. Thì bên em hôm nay mới về được một chiếc đây, có độ mới ở trên máy đánh giá còn rất là mới nhá. Xe đi lướt, đánh giá trên 95%. Và đây cũng là một mẫu xe địa hình carbon mà rất là hot bên em. Trong thời gian vừa qua em đã review rất nhiều. Vâng, vẫn là cái tông màu xanh đen. Đây là tông màu của rất nhiều các bác ưa thích. Đây, có thể nhìn tổng thể chiếc chiếc xe Phantom Sportsman. Và lần này em về một chiếc rất là mới nhá, trên 95% em đánh giá. Đây là một mẫu xe mà được rất nhiều các săn đón, mà rất nhiều các bác trong thời gian vừa qua hỏi em về mẫu địa hình carbon, thì hôm nay về được một chiếc đây. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, vẫn là mẫu phiên bản lần trước em đã từng review qua, với cái tông màu xanh đen và đường vân 3D carbon nổi trên khung xe rất là nổi bật đó nhá. Đây, Phantom Sportsman, đây là một mẫu rất hot bên em, dòng địa hình carbon. Carbon đây, khung carbon đó nhá. Vẫn là được chạy với dây bộ dây âm sườn cao cấp. Và trên khung xe đây, những đường tỉ mỉ của nhà sản xuất đã làm trên khung xe những đường vân 3D, đường vân carbon rất là bóng và sáng. Và trên bộ khung xe này được phủ một lớp lalo rất là sáng. Đây các bạn nhìn cái độ bóng và sáng của sơn xe. Đây bên ngoài là một phủ lớp một bộ lớp lalo chống xước của xe. Đây là một mẫu địa hình từng rất là hot bên em trong thời gian vừa qua và được rất nhiều các bác quan tâm. Đem đi từng chi tiết cho bác xem. Lần này xe về rất là mới nhá. Em đánh giá tổng thể trên 95%. Và cũng là một dòng xe đi lướt qua bên thị trường bên kia. Vẫn là màu tông xanh đen. Những cái điểm mà 3D, vân 3D nổi trên khung xe đây. Vân 3D của carbon đây. Đằng sau khung xe thì có biểu tượng Sportsman. Hình chiếc cánh carbon, new tip, new tier 1974. Các bác có thể thấy độ sáng và bóng của trên khung xe. Đây là một lớp lalo chống xước. Size 26 không nhá. Ram mềm 17.5, tức là size 44. Đây các bác có thể nhìn rõ những đường gợn sóng 3D của dòng Sportsman. Đây là những cái đường vân 3D các nhá. Vân 3D của carbon đây, nó nổi trên bề mặt của khung luôn. Như một bộ khung phôi của carbon. Rất thì các bác mong chờ về những cái dòng địa hình carbon thì hôm nay về một chiếc đây. Cổ phốt ghi đông nguyên bản theo xe. Cổ phốt ghi đông nhôm. Còn rất là mới các nhá. Xe dòng đi lướt nhưng mà còn rất là đẹp. Và sẽ được trang bị với cặp tay lái bằng cao su đúc màu xanh đen, cũng cùng với tông màu của lăm của xe. Tay nắm cao su đúc không nhá, cùng với tông màu của xe rất là chắc chắn và bền. Xe được sử dụng với bộ cấu hình Shimano Alivio, trang bị với 8 tầng lip. Và xe được trang bị với cặp giảm sóc dầu thủy lực, phanh dầu thủy lực của Shimano chính hãng nguyên bản theo xe. Đây một mẫu xe mà rất hot bên em, mới về một chiếc đây. Và dòng Sportsman này là cái thông số xe đứng của nó rất là phù hợp với bác cao từ 1m6 đến trên 1m75 là đi vừa thoải mái không nhá. Size này là size rất là phổ thông, nhưng mà các bác từ 1m6 đến trên 1m7 đi rất là vừa. Thương hiệu của Mỹ Sportsman, một dòng xe thể thao địa hình rất là nổi tiếng carbon. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng đĩa của Shimano Alivio chính hãng, và cũng có sử dụng bộ phanh dầu đằng sau Shimano nguyên bản theo xe. Đằng trước thì có biểu hiện lá cờ Mỹ của Sportsman.
Đây là một mẫu xe rất hot bên em. Em đánh giá tổng thể xe em đánh trên 95%. Còn rất là đẹp luôn. Rim sườn cao cấp, trang bị với giảm xóc dầu, chính hãng luôn bản thân xe. Còn rất là mới. Meyer Shimano, chính hãng luôn bản thân xe. Vành nhôm 2 lớp. Xe được sử dụng với bộ lốp Canda. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Bề mặt lốp đây các bạn nhìn rõ đấy. Bề mặt lốp vẫn còn rất là mới, những cái điểm gợn gai lốp trên bề mặt đây còn gần như là mới nguyên, xe rất là ít đi không nhá. Đấy, xe rất là ít sử dụng đâu mà những cái gai lốp vẫn còn đây. Và những bề mặt gai lốp này giúp cho xe bám sát mặt đường tốt hơn. Với đang trang bị với cặp vành nhôm rất là dày dặn quá nhá. Đây là một mẫu xe địa hình, có thể đi đồi núi, đường phố. Một dòng địa hình carbon rất là nổi tiếng bên em với những đường vân 3D của Lalo. Cọc yên Blue Gogo. Cọc yên xịn. Cọc yên này em đã từng đánh giá rất là cao về cái cọc yên của yên xe này rồi. Rất là êm và chắc chắn. Rất nhiều các bác đã phản ánh nhằm là chiếc cọc yên này rồi. Rất là êm. Rất là chắc chắn xe này. Cọc yên bảo hành trọn đời luôn. Yên xe đằng sau thì có chữ Blue Go 0,99 × 30 min. Min tức là phút. Tức là 1 đô trên 30 phút. Đây là dòng cọc yên bên thị trường nước ngoài, người ta dòng thuê xe người ta hay có đây. Và đằng sau yên xe rất tiện lợi nhá. Chỗ này các bác có thể cầm tay lắm, đây xách lên rất là nhẹ nhàng, không bị đau tay. Và các bác có thể treo đồ phụ kiện phụ tùng trên xe. Đấy. Yên hiệu các nhá. Yên này yên hiệu. Nguyên bản theo xe. Gạt đĩa của Shimano. Chính hãng với bản theo xe Shimano Alivio. Đùi đĩa Shimano. Đùi đĩa còn rất là mới, nó là rõ đây. Đùi đĩa Alivio Shimano. Đùi đĩa còn rất là mới. Như góc biết thì xe mà đã sử dụng hoặc là thay thế thì cái phụ tùng của nó là đã bị xây xước nhiều. Nhưng mà đây xe từ khung xe các linh kim phụ kiện trên xe còn rất là mới nhá. Rất là ít đi, xe chỉ đi lướt thôi. Có một vài vết chảy nhỏ ở trên đây, nó là sức răm thôi. Bedan Wego, Bedan Vivo. Xe sử dụng với củ đề Shimano Alivio. Đằng sau xe sử dụng với cặp Meyer cũng chính hãng của Shimano. Meyer Shimano, Meyer nhôm. Phanh dầu. Sử dụng vành nhôm 2 lớp. Rất là dày, chắc chắn cho xe. Lốp Canda. Lốp đằng sau cũng còn rất là mới. Vâng, bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip này. Xe được sử dụng với 8 tầng lip chính hãng của Shimano, rất là mới nhá. Xích lip còn nguyên, xuống lip. Nguyên một group Shimano chính hãng nguyên bản cho xe. Xuống đĩa. 3 tầng đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là mượt mà bon. Đây là một mẫu xe lý tưởng của các bác dòng xe địa hình carbon mà có giá rất tốt trong tầm giá bên em. Bao tốt luôn, bao giá. Đây là một mẫu xe rất là hot các bác nhá. Mà thi thoảng em về một chiếc như vậy mà còn rất là đẹp. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe mà được rất nhiều các bác ưa thích chờ đón. Đó là dòng địa hình Phantom Sportman carbon. Và xe nguyên một group Shimano chính hãng, giảm xóc dầu, phanh dầu. Và xe giá rất tốt bên em là 7,9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có
mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.